sẽ review cho bạn một trái quỷ vừa mới ra mắt nha các bạn. Đấy là từ game này vừa update 1 đúng không, là trái quỷ mới ra mắt luôn, đó chính là trái trứng nha các bạn, trái hoa ke đấy. Rồi bây giờ mình sẽ review cho bạn trái hoa ke luôn nha. Đây nha các bạn, đây mình có đúng một trái hoa ke duy nhất trong bon ba lô mình luôn nha các bạn. Vãi, thực sự không tin được, đúng một trái hoa ke luôn. Và đây là hình dáng của trái hoa ke nữa mày. Đó rồi thấy nha, đây hình dáng của trái hoa ke như thế này nha. Đấy rồi, thì hình dáng, mấy cái hình dáng trái quỷ trong tựa game này á làm không có hình vuông nha các bạn, là hầu hết như là hình tròn nha các bạn. Đó, hình gì hoàn tròn như cái trái quỷ luôn chứ không có hình vuông. Rồi thì bây giờ mình sẽ ăn vào thử cho bạn xem nha các bạn, để xem trái hoa ke legend đó mày có mạnh hơn trái magu hay không nè, và có mạnh hơn trái bk legend hay không nha các bạn. Rồi thử vô liền luôn. Rồi ăn chắc chắn là mình sẽ farm rồi nha các bạn. Đấy vậy nha, có 150 mastery à, không có gọi là khó đâu nha các bạn, cũng khá là dễ. Nhưng mà một cái điều á khá là quan trọng đó chính là gì, đó chính là không biết trái hoa ke này farm có bị đẩy văng hay không nữa các bạn. Đấy là vậy, cái quan trọng là cái đó đó các bạn, mà bị đẩy văng một phát là toàn đấy. Rồi thử chiêu nha. Hư, ôi một đấm cái cục chấn động nhân ra đó mày. Ôi nếu mà mình farm cái này mình farm cho đảo trời mới ngon đúng không mày. Đấy đây cái chiêu đầu tiên cho bạn xem luôn nha nè. Đó, ui hiệu ứng rất là đẹp nha bạn, thấy không, hiệu ứng rất là đẹp luôn. Thôi không có xấu luôn nha các bạn, hiệu ứng chiêu nè, các bạn thấy cái nước của màn hình không nè, và lúc mình gồng á các bạn thấy không nè. Đó đây coi nhìn nha. Ủa ai nhắc vậy ta, đây các bạn nhìn thả nè. Đó mình sẽ có nước màn hình phải không, và cái cục chấn động sẽ bay ra rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà không biết có chiêu sóng thần trong này không hả các bạn, đấy mình thắc mắc là không có chiêu sóng thần trong này không thôi, chứ chứ còn lại thì chiêu đẹp nữa mày. Này mấy chiêu này chưa mở thì mình không biết nha mày. Mới đầu tiên là cái chiêu đấm văng là vậy thôi, thì hầu hết như là hình như là cái chấn động của game nào cũng vậy luôn các bạn đúng không, sẽ đấm ra một cục chấn động văng ra. Còn sóng thần thì chắc chắn là hầu hết như game nào cũng có đúng không, còn để coi game này có hay không, mình nghĩ chắc sóng thần sẽ là chiêu cuối cùng á. Đây chiêu chiêu V á các bạn, không biết phải hay không nữa, thì bây giờ mình sẽ lên đó chờ mình farm đi ha, mình farm cho full đi, xong rồi mình sẽ review cho các bạn xem sao từng chiêu và coi đam như thế nào nha các bạn. Và chắc chắn luôn các bạn thắc mắc là tại sóng thần chưa 300 mastery đúng không các bạn, đúng không? Đấy thì mình sẽ farm lên 300 mastery cho các bạn coi đam luôn nha, nên các bạn yên tâm nha. Rồi các bạn, hiện tại là mình đã farm 300 mastery cho các bạn thấy rồi nha. Đây qua ke là 300 mastery rồi, và mình cũng sẽ show cho các bạn full chiêu trước đi ha, xong mình sẽ cho các bạn thấy đam. Và mình vừa nãy giờ mình farm màn giờ mình vừa mới thấy được là cái trái hoa ke này cũng có bị lỗi đam nha các bạn, thì lát hồi mình sẽ nói cho bạn sao. Và một điều nữa mình khá là thất vọng một tí nha các bạn, là không có sóng thần các bạn ơi, trái hoa ke không có sóng thần, tại sao mất sức mạnh đáng có của cái trái chấn động bố già đúng không. Tại bố già bố khi mà lúc mà lần đầu tiên mà ra mắt các bạn đúng không, là tạo ra một cơn sóng thần đúng không, mà trái quỷ rất là sợ nước luôn các bạn. Đấy cái chiêu đặc trưng của trái hoa ke mà không có bạn ơi, chấn động không có sóng thần. No. Rồi bây giờ full chiêu đi ha. Rồi đầu tiên chiêu Z nè. Thì Z các bạn cũng thấy nha, các bạn sẽ đấm ra một cái luồng không khí nha các bạn thấy không nè. Đó. Nước màn hình ra luồng không khí và trưởng ra đúng không? Rồi tới chiêu X nè. Cái chiêu này là các bạn dập xuống đất nha. Đó các bạn đập xuống đất. Đấy. AOE rất là to luôn nha các bạn thấy không? Cái AOE rất là to luôn. Đó các bạn thấy nha. Đấy cái lượng AOE cực kỳ to luôn á. Chiêu nào AOE cũng to luôn ấy. Thì mới gọi là chuẩn là chấn động chứ không bạn. Đó chấn động mà. Chiêu nào cũng AOE to đó. Rồi tới chiêu C nha. Chiêu C là các bạn sẽ đập ngang qua hai bên. Đó cái chiêu này là chiêu hồi sóng thần rồi đúng không các bạn. Đó hầu hết như chiêu nào game nào cũng vậy luôn, đập ngang vậy xong là sóng thần lấy hồi sẽ chạy lên, nhưng mà không có nha, không có sóng thần thực sự luôn. Rồi tới chiêu V nè. Cái chiêu V là cái chiêu mà các bạn để ý lúc mà bố già mà nắm như không khí á, các bạn nhớ không, cào không khí xong rồi kéo xuống ấy. Đó các bạn thấy không khí xong kéo xuống không nè. Đó kiểu vậy các bạn, xong rồi đó, xong màn hình các bạn sẽ bị gọi là ngửa lên trời các bạn, cũng như là phá hủy nửa cái Marineford đó các bạn. Đó phá hủy luôn cái Marineford đấy, hình như chiêu này đó các bạn, để mình nhớ không làm là vậy. Rồi đó thì có như đó các bạn, có như đó chưa đó, thế có như đó chưa nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói các bạn về đam nha. Đấy chiêu không có sóng thần các bạn ơi, không sóng thần rồi, nhưng mà được cái là cũng có một chiêu lỗi đam trong cái trái hoa ke nha các bạn, lỗi đam nha. Tại sao mình nói lỗi đam, bây giờ mình sẽ nói cho bạn biết. Đầu tiên nè, giờ mình nói đam bình thường đi ha. Đầu tiên chiêu Z nè, rồi thấy nha, 6.000 mấy đam rồi đúng không, là có như đầy máu nữa mày, quay không nè, đúng yếu luôn mày, bây nhìn nè, yếu thực sự luôn mày đúng không, chiêu nào cũng yếu luôn á, chiêu nào cũng yếu luôn nha các bạn, để ý nè. Đó Z cũng có 6.700 nè. Đó hai chiêu nha, hai chiêu như đầy máu. Rồi chiêu C nữa nè, chiêu C 7.000 mấy, các bạn thấy chưa.
Đó, ba chiêu nha, ba chiêu chưa nửa cây một con quái nữa nha mày. Rồi tới chiêu V luôn nè. Đó, chiêu này cũng có 7000 mấy thôi nha mày, mình chắc các bạn luôn đó, thấy chưa? 4 chiêu. 4 chiêu mà có nhiêu đi máu của con quái mày không? 4 chiêu mà không tiêu diệt được một con quái luôn. Thì làm sao mà có thể gọi là mạnh được đúng không mày? Đúng không? Đấy. Cũng không bằng chế Pika đúng không mày, không bằng VPK, không bằng Magu luôn. Cái chế Wake nè, nhưng mà được một cái nào khi các bạn mà dụ quái lại nha, các bạn để ý cho mình nha. Các bạn để ý cho mình nè, khi mà các bạn đấm vét đúng không? Có nhiêu đây máu hay đúng không? Đó, nhưng khi các bạn mà dụ quái lại một đống nè, đây. Bạn nhìn nha. Dụ quái một đống với mình nè, dụ lại nè. Thì các bạn nhìn chiêu vét nè. Đó, các bạn nhìn chiêu vét nè. Nửa cây mỗi con phải không nè? Đó, các bạn thấy ảo không? Đó. Đây đây các bạn để ý kỹ lại nha, đây đây. Hai vét là xong một quái nè. Đó. Các bạn thấy ảo, ui, là sao ta? Là sao vậy quá kia? Đấy các bạn thấy ảo chưa? Mình cũng hiểu sao qua ke lại như vậy đó bạn. Đấy, không lẽ là có một cái gì đó giống như là khoảng cách, nó một khoảng cách thì chắc chắn là không rồi nhớ bạn. Tại vì nãy giờ mình cũng thử rồi, làm như mình đứng từ đây mình đấm Z đúng không, xong đứng xa là tí đấm Z, xong đứng xa là tí nữa đấm Z, nhưng mà vẫn là 6000 mấy đam nhớ bạn, không có ảo gì đâu nha. Đấy, rồi để kỹ nha, hình như là chỉ có một đống quái khi mà gần lại nhau bạn sẽ bị lỗi đam vậy nhớ bạn. Đó, mà nhìn là đó, chỉ cùng đống quái là các bạn sẽ đấm một phát là nửa cây quái liền, có thấy chưa, là đam liền là phải cỡ mười mấy 20k đam nữa bạn. Đấy, 20k đam mới nhiêu đó mà đam rất là to luôn nhớ bạn. Nhưng mà riêng chiêu Z thôi nha, còn tất cả chiêu còn lại thì không nha các bạn. Đấy, các bạn đi nha, để cho bạn xem là nếu mà khoảng cách á, thì sẽ như vậy nè. Đây, ví dụ nha, mình đứng từ xa nè, mình chữ nhớ nè, đúng không, đó vẫn có nhiêu đó đam thôi đúng không, đó thấy chưa, chữ như đây đam đúng không. Rồi bây giờ mình đứng đứng ở đây nha. Rồi đó, vẫn 6700 thấy chưa, là nói chung là mình phải đấm cỡ 7-8 lần Z á mới tiêu diệt được một con quái mà level máu còn yếu hơn con trên kia nha, các bạn thấy ảo không? Nhưng mà khi các bạn dụ lại là chỉ cần một đấm là nửa cây. Các bạn thấy ảo chưa? Đấy, đấy là mình vừa mới tìm hiểu ra được nha các bạn. Lúc mình farm ấy, mình mới thắc mắc á, xong cái chiêu Z tự nhiên nó ảo vậy được. Rồi bạn nhìn nè, bây giờ tới chú ý nha. Khi mà đứng quái đông này nào, thử có được không nha. Đã, mình nhìn kỹ nè. Không có nha các bạn, có thấy chưa đó. Cái chiêu X này nè, là đam to hơn cả chiêu Z nha các bạn. Rồi chiêu C cũng vậy nè, các bạn nhìn nha. Đó, bây giờ 7 mấy đam nha. Đó mày không? Có xíu máu mà. Đó mà sao chiêu Z nè, các bạn nhìn chiêu Z nè. Đấy, một chiêu Z. Ui. What? Qua kê này cũng thuộc dạy bị lỗi đam nhớ mày. Mặc dù là đam chiêu qua kê rất yếu luôn nhớ mày. Yếu hơn cả Pika luôn. Là Pika đã thua Magu rồi đúng không? Đúng không? Pika Legend nha, mình không nói là Duck Lai nha. Duck Lai cũng thua luôn nhớ mày, thật sự luôn. Nhưng mà Duck Lai được cái là cơ động hơn thôi. Do vậy đam to với cơ động thôi. Bình thường Pika Legend đã thua Magu rồi, mà chế qua kê này còn thua cả hai luôn nhớ mày, thật sự luôn. Chế qua kê này thua cả hai luôn nhớ mày. Và các bạn giờ tới chiêu V cho bạn sẽ ở chiêu V cho bạn xem nha, đam nha. Đó. Cái chiêu này là các bạn sẽ bị đứng rồi, các bạn xuống là bị đấm rồi nhớ các bạn, cứ bị sẽ bị gọi là bị sừng lại các bạn. Cái chiêu thức á làm các bạn bị sừng nữa đó các bạn, như cứ như đầy máu à. Mà các bạn nhìn một vết nè. Đó. Ui, một phát ui một khúc máu liền luôn. Ảo thật sự luôn các bạn, các bạn nhìn nè. Đấy, hai chiêu là xong. Đúng ngon luôn đấy. Hơn là có cái chiêu vết này bị ảo lại nhớ các bạn, bị ảo đam lại ấy. Nên mới có thể farm vậy nha, chứ thật sự là hiện tại là mình không còn Magu hay là Pika để mình farm lại đâu nhớ bạn. Các bạn nhìn nha, mình hết fruit rồi đấy. Đấy, nên hơi cực cho các bạn, đây là vậy. Tự nhiên được cái chiêu Z này ảo vô các bạn, nên có thể farm cũng đỡ các bạn. Chứ không thôi là cái qua ke này mình đánh giá là chắc là yếu hơn cả Pika luôn nhớ bạn. Mà Pika đã thua Magu rồi, Magu là khỏi nói luôn rồi nhớ bạn. Là yếu lắm luôn ấy. Có khi yếu hơn Mira luôn nhớ bạn, có khi là chiêu yếu hơn Mira luôn, các bạn đấy đi. Tại sao? Tại vì mình tính đam nha, một chiêu nè, chiêu Z có 6000 mấy à. Ít cũng 7000 đúng không? Chiêu C thì 7000 mấy, chiêu V cũng 7000 mấy. Đó, một chiêu như vậy thì cho chiêu đúng yếu nó vậy, không có chiêu nào tới 10k đam nữa. Là thua có Mira luôn các bạn, Mira còn chưa có chiêu V á. Chiêu V hay là chiêu cái chiêu nào mà lửa chiêu ít đó bạn, nó cũng cỡ 10k đam rồi. Mà chứ qua kia này không có chiêu nào tới 10k đam đó. Hơn là có chiêu Z này nào bị lỗi đam nữa bạn. Đúng không? Bị lỗi ảo này. Nên chiêu Z này hơn mười mấy k luôn đó bạn. Đấy, cái chiêu Z này hơn mười mấy k luôn. Bị lỗi đam thôi, chứ thật sự là chiêu qua kia này không có mạnh đâu nhá bạn, hơn là mình vừa tìm ra được cái lỗi thôi. Đấy, cứ bị lỗi đam ảo các bạn. Thế là vậy. Nên nếu các bạn ăn vô thì các bạn cũng có thể farm được nhá bạn, không có yếu đâu nha. Hơn là có cái lỗi này nhá các bạn, nên mới không yếu ấy. Các bạn nhìn kỹ nha. Đấy, một đấm nửa cây phải chưa? Giống kiểu mà quái mà bu lại các bạn, quái mà bu lại một đống vậy á thì cái chiêu này sẽ bị lỗi ấy. Đó, thấy ảo chưa? Đó. Nhưng mà khi mà mình dụ một con nha, bây giờ mình sẽ đón một con cho các bạn xem nha. Nè, để hồi sinh đi nha. Đây mình sử dụng một con nha các bạn, nhìn nè. Là một vết làm gì tới nửa cây vậy được, bây giờ đó một vết cứ như đây máu à. Đấy. Làm sao mà nửa cây được, giờ hai con nha, hai con thử có bị hay không nha. Hai con cũng không đó bạn không nè đó. Hai con cũng không nha.
Giờ chỉ có hình như là chỉ có 4 con thôi nha mày. Bắt buộc là phải 4 con với nhau. Đó nhìn nè. Đó bắt buộc là chỉ có 4 con thôi, một phải là nửa cây hết hay chưa. Xạo thiệt sự luôn mày. Cái chiếc qua kia này ảo quá mày. Đấy chưa, thấy chưa, ảo chưa. Vậy xong rồi nha mày, easy không. Rồi thì đó là cái trái quake mà mình muốn review cho bạn xem nhé bạn. Sức mạnh của trái quake là các bạn thấy rồi đúng không đấy. Rồi thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe luôn nha, để mình có động lực những clip hay nữa ha. Còn bây giờ thì bye bye.